Và con phải tự hỏi ý thứ hai nữa là ngày Tết có tụng kinh nào vào ngày Tết? Kinh Địa Tạng có tụng được không? Được. Kinh Địa Tạng tụng được, tụng rất tốt chứ không phải là tụng được, mà tụng vào ngày Tết cũng rất là tốt. Thì tùy theo, nếu mà chúng ta mấy ba ngày Tết hoặc là một tuần Tết hoặc là tháng riêng Tết chẳng hạn vân vân, chúng ta có thể là thay đổi bằng cách cho nó thay đổi là tụng kinh Khổ Môn hoặc kinh Dược Sư cũng được. Nhưng mà theo tôi thì không quan trọng. Các Phật tử chúng ta nếu mà theo đạo tràng Tịnh Tông Việt Nam, chúng ta tụng Địa Tạng quen rồi thì chúng ta cứ tụng Địa Tạng, không có ảnh hưởng gì cả, cũng rất là tốt. Xong một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, không vượt qua chú thím. Có nghĩa đây là chắc là Phật tử này không vượt qua được chú và thím của con. Cúng 49 ngày cho bà con nhờ thầy đi mở phủ, có mặc áo cà sa vàng nhưng không xuống tóc. Thầy có bàn thờ Phật và có ảnh Tây Phương Tam Thánh, có ảnh Bồ Tát Địa Tạng, mã ngũ phương và rất nhiều vàng mã, và có nhiều hình các vị hộ pháp, có cúng gà và một mâm cỗ mặn, có phóng sinh. Con kính bạch thầy, khoa cúng như vậy thì bà con có được siêu thoát không vậy? Con kính bạch thầy, từ bi thì xả chỉ dạy cho chúng con được biết. Con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Có Phật tử này hỏi rằng không vượt qua được chú thím. Thì coi là trong gia đình đi cúng cho cũng 49 ngày cho chắc là cho mẹ chồng hoặc là cho mẹ mình gì đó, cũng đó, không vượt qua được chú và thím, bố chồng hoặc mẹ chồng, có cái này trường hợp như vậy. Mẹ chồng, chú thím là mẹ chồng nhỉ? Chú và thím. Chú thím là em bố. Ừ. Em bố mà. À, em bố. Chú và thím thì là em bố, tức là em bố đứng lên cúng. Đấy thì cái trường hợp này nói, Phật tử này nói là không vượt qua được, tức là để chú và thím đứng lên lo cái đám cúng này, mời một ông pháp sư theo đạo tứ phủ, tức là theo để đồng bóng này. Nhưng cũng có mặc cà sa. Có mặc cà sa. Ở trên bàn thờ thì có bày ảnh Tây Phương Tam Thánh và Địa Tạng. Nhưng đặc biệt khi cúng là có vàng mã rất là nhiều. Có hình nhân thế mạng, hình các vị hộ pháp vân vân. Nhưng mà đặc biệt lúc cúng là gì? Có cúng một con gà và mâm cỗ mặn. Nhưng mà cũng có phóng sinh một chút, phóng sinh. Và hỏi là khoa cúng như vậy thì người thân mất kia thì có được siêu thoát không? Cái này thì tôi không trả lời siêu thoát hay không siêu thoát. Nhưng mà tôi lấy một cái ví dụ. Tôi lấy một cái ví dụ để các Phật tử chúng ta tự suy nghĩ. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, Lấy một cái dẫn dụ. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, có một Bà La Môn. Trời lạnh đến gì? Đến âm đến 4-5 độ C, tức là rất lạnh. Có tuyết, rồi có băng. Thậm chí trên mặt sông, những chỗ mà nước mà nó ít nước, đóng băng ở trên mặt nước. Thì khi đó, Đức Phật khi mới thành đạo xong, Ngài thấy một vị Bà La Môn thì lạnh căm căm như vậy, mà mặc có một cái quần ngắn thôi, cứ đi xuống lặn hụp ở dưới cái con sông Hàn này. Phật chờ cho ông ấy, lặn hụp chán đi đó, vì khi thấy lên ông ấy rét run cầm cầm, và thậm chí nó là thấy ông ấy ngất lịm ở dưới đó, và Phật phải đi xuống để lôi ông ấy lên. Lôi lên cái khi mà thì đắp ấm cho ông ấy rồi thì hỏi ông ấy, ông tại sao ông lại làm như thế, gia đình có chuyện gì hay là sao vân vân, mà ông lại định quyên sinh tự tử. Thế ông bảo không, thế không phải, không, tôi không phải là tự tử, mà đây là do gì? Do tôi đang cầu nguyện.
Thì Phật mới hỏi ông cầu nguyện cái gì? Ông bảo là ông cầu nguyện là gì? Ông cầu nguyện thần Shiva. Thì phải thần nói là phải trời lạnh thì phải tu hành khổ hạnh xuống dưới nước này để ngâm mình dưới nước khổ hạnh, như vậy thì mới được thần Shiva yêu quý. Trời nóng thì phải gì? Đem thân ra để phơi ở ngoài nắng thì mới được thần là thương tưởng, vân vân. Để một cách tu, một phương pháp tu khổ hạnh như vậy thì mới được các thần thì thương, các thần mới sau khi chết các thần mới cho lên quay trời. Đấy là một phương pháp cầu nguyện tu hành khổ hạnh, nhưng mà cầu nguyện ép xác. Và bây giờ Đức Phật nhân đó mới lấy một cái ví dụ nói rằng này Bà La Môn, ví như là có một hòn đá rất lớn, ông đem ông bê cái hòn đá đó, ông vứt xuống dưới sông, mà ông ở trên bờ sông này, ông cầu nguyện cái hòn đá nó có nổi được, tự nổi được lên không? Bà La Môn không một chút do dự suy nghĩ và nói rằng chắc chắn là không, chắc chắn là không. Vì muốn cho hòn đá thì vậy, Đức Phật hỏi thật vậy, muốn cho hòn đá đó nổi lên khỏi ở dưới lòng sông và lên nổi lên khỏi mặt nước và lên trên bờ thì phải làm thế nào? Bà La Môn nói rằng chắc chắn là phải lội xuống, nhảy xuống, lội xuống và gì, mò hòn đá đó và vớt hòn đá đó lên thì hòn đá đó mới nổi lên và mới ở trên bờ được. Đức Phật nói rằng này Bà La Môn, tương tự như thế, cái việc tu hành khổ hạnh ép xác rét căm căm như vậy mà ông nhảy xuống sông, ông ngâm mình như vậy, ông nói rằng để tu như vậy là gì? Là để cho thần Shiva thương, và sau khi gì còn sống thì được Phật được thần gì để ý thương tưởng, và chết đi thì được thần gì, thần rước về cõi để cõi trời để hưởng phúc báo. Đức Phật nói rằng cũng tương tự như vậy, giống như ông ấy ném hòn đá xuống dưới lòng sông, ông chỉ ngồi trên bờ ông cầu nguyện thì không bao giờ hòn đá đó gì, hòn đá đó nổi được lên khỏi mặt nước và tự nhiên nó bay được lên thì lên trên bờ đâu, mà gì, phải tu. Ý của Đức Phật nói là mình phải tu tâm dưỡng tính, làm các việc công đức thiện lành mới có thể tiêu trừ được nghiệp trước, mới có thể tăng trưởng được phúc báo nhân duyên công đức vân vân. Cũng giống như mình phải gì, phải cởi quần áo ra hoặc là gì sắn quần xuống mà gì lội xuống dưới sông và đi mò hòn đá đó và gì và đem nó lên bờ, đem nó lên, tương tự như vậy. Ở đây ý tôi muốn đưa ra một cái câu chuyện thời Đức Phật còn tại thế, đó là gì? Đó để chúng ta tham khảo và nghiên cứu. Tương tự như vậy, cái người mà họ đi sai đường lạc lối, thế nào là sai đường lạc lối? Tức là gì? Trong đạo Phật gọi đó là gì? Đi theo con đường tà, mê tín dị đoan. Thân của họ chẳng cứu được họ thì làm sao họ có thể cứu được mình? Họ là gì? Họ còn bị chịu cái gì? Cái sự khống chế của gì? Của quỷ thần. Tức là sao? Tức là họ không làm chủ được mình. Theo đồng bóng. Nhưng mà đồng bóng là đồng bóng, nếu mà nó mặc quần áo đồng bóng sao lại nó khoác cả sa của gì? Của Phật. Nó thờ Phật khoác cả sa của Phật, tức là gì? Nó mượn gì? Mượn hình ảnh của Phật, mượn pháp phục của tăng để làm nghề gì? Mưu sinh kiếm sống, tức là kiếm tiền. Đi cúng tức là để kiếm tiền. Ví dụ họ đi cúng miễn phí chẳng hạn, đi cúng từ thiện chẳng hạn thì còn may ra còn có một chút công đức phúc báo, nhưng họ cúng xong để lấy tiền. Thậm chí là họ thì công thầy cúng bây giờ 100 ông thì đến gì? Đến 900 đến 99.9% ông thầy cúng đấy đều ngã giá với các gì? Các gia đình con nhang đệ tử và các gia đình Phật tử chúng ta thì đám cúng bao nhiêu tiền, đúng không? Thậm chí bây giờ xin thưa các vị, có thể sư còn ngã giá với các Phật tử là gì? Là cúng đám cúng này bao nhiêu tiền? Ví dụ đám cúng này cúng 35-49 này chẳng hạn, ở trong nội đô Hà Nội bây giờ các chùa thì bây giờ toàn là gì, ít cũng phải 10 triệu, bình thường là 20-30 triệu. Đây là một số các chùa trong nội đô Hà Nội. Chúng tôi qua cái tiếp xúc thì chúng tôi công tác giáo hội cũng hay đi học đi hành, anh em khi mà anh ngồi nói chuyện với nhau thì biết được cái đó. Các chùa trong nội đô, các quận trong nội thành bây giờ, các chùa lớn lớn
sư càng có uy tín một chút thì giá càng cao, xin lỗi các quý vị, giá lại càng cao. Bình thường là sư không có uy tín thì 5 triệu, 10 triệu thôi. Nhưng mà sư đấy mà có chức sắc uy tín ở đây, tôi không nói, không không phải là nói là ý là uy tín ở gì, ở cái vấn đề tu tập Hoằng Dương Chính Pháp, tu hành chân chính, mà uy tín ở đây là có một chút chức sắc trong giáo hội, ý như thế. Có nghĩa là ngôi vị hòa thượng hoặc ngôi vị thượng tọa, có chức sắc to trong giáo hội chẳng hạn, đấy là uy tín ở cái chỗ đó. Đến những cái ngôi chùa đó mà xin cúng một khóa lễ cầu siêu 35 với 49, các vị cứ cái tin tôi đi, hãy tin tôi, hãy chuẩn bị ít nhất phải tầm 20 triệu trở lên. Đó, có uy tín chút như vậy. Rất ít những chùa mà gì có các vị chức sắc có uy tín trong giáo hội như vậy mà họ gì họ hoằng pháp cũng có. Nội thành Hà Nội chúng ta cũng có, nhưng mà ít lắm các quý vị đến được trên đầu ngón tay. Cho nên đó, đấy tôi mới nói là bây giờ đến gì, đến sư là người xuất gia tu đạo trên cầu khất cầu giáo pháp của Đức Phật để tu tập minh tâm kiến tính, dưới thì tùy duyên tùy nguyện để hoằng pháp giáo hóa độ sinh. Nhưng mà bây giờ còn rất nhiều người lạc lầm đường lạc lối, coi cái vấn đề thương cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh là việc gì, cái việc xa xôi, mà coi cái việc gì cúng bái kiếm tiền xây chùa ăn uống nhậu nhẹt sinh hoạt bê tha tại chính ngôi chùa của mình trụ trì thì lại quá nhiều. Đây cũng là một cái vấn nạn của Phật giáo, không chỉ Việt Nam chúng ta đâu mà Phật giáo trên toàn thế giới. Thời mạt pháp mà, Đức Phật nói thời mạt pháp mà. Rắn rồng ở chung, cho nên rất khó để phân biệt đâu là một vị tu hành chân chính, đâu là một vị tu hành chỉ vì gì? Có thể bước đầu khi mới xuất gia tu hành chân chính, nhưng mà một thời gian sau vì cái danh văn lợi dưỡng ở thế gian đó, ngũ dục lục trần nó lôi cuốn khiến cho họ quên mất cái bản nguyện xuất gia của mình là gì, là thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh, báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai, vân vân và vân vân. Mà họ lại coi cái việc xây dựng một ngôi chùa lên rồi, xây xong ngôi chùa rồi thì gì, mình có quyền hưởng thụ, mình có quyền trụ trì ngôi chùa đó và cúng bái kiếm tiền và gì và sinh sống, vân vân và vân vân. Đó, cho nên là bây giờ có khá nhiều những ngôi chùa các Phật tử đến nói với chúng tôi, nói rằng đến chùa hỏi một cái đám cúng ấy, sư thầy ấy, ngả giá luôn là phải bao nhiêu tiền. Cái này chúng tôi gặp rồi. Đó, năm ngoái có Phật tử ở dưới Hà Nam, Nam Hà Phủ Lý lên nói với chúng tôi là đến gia đình thì trong dòng họ bị trùng tang trùng phục, đến xin cúng cái đám cúng gọi là phả độ gia tiên, giải oan cắt kết trùng tang liên tán. Thế đến một cái thì thầy hỏi bạch thầy, mới thầy bảo ôi cái đàn lễ này rất là to, phải tốn kém nhiều tiền, nhưng mà cúng xong thì đảm bảo là gì, khỏi 100%. Thế gia đình được cái thầy chủ trì nói rằng rất nhiều tiền nhưng mà cúng xong là khỏi 100%, cho nên gia đình phải về bàn nhau. Và thầy cho biết như thế, chúng con về họp dòng họ là để bàn nhau. Thì mấy hôm sau thì cả đưa ông trưởng họ với cả các cô dì chú bác ông bà trong dòng họ đến, trên dưới 20 người đến để gặp sư thầy chủ trì. Thầy phát giá là gì, 100 triệu, à 150 triệu, 150 triệu. Gia đình bàn nhau một chút thì bắt đầu vào trả giá là gì, 100 triệu. Bà thầy thôi, thầy bớt cho chúng con, gia đình chúng con thì cũng thì mấy năm qua cũng có người trong dòng họ cũng mất 7-8 mạng người rồi, gia đình cũng kiệt quệ, ốm đau bệnh tật trong nước, cho nên kiệt quệ cả cái chi họ kiệt quệ. Bây giờ thì cố gắng chạy lắm được 100 triệu, thì thầy hoan hỉ thì cúng cho. Thầy bảo không được, 100 triệu thì mới chỉ có đủ tiền lễ thôi, chưa có tiền để cúng giàng chư tăng, mà cúng phải cúng giàng chư tăng thì mới để thỉnh chư tăng đến làm lễ cho, để cúng giàng thì mới có phúc. 100 triệu là tiền mua lễ, xong lễ rất nhiều lễ, đúng cúng cái đàn đó thì nhiều lễ thật, nhưng mà chúng ta có thể là tùy cơm găm mắm được, có gì đâu. 100 triệu thì sắm thì sắm cái lễ to, thì bây giờ chúng ta sắm thì 50 triệu thôi, sắm lễ vừa vừa được cũng chẳng sao.
Phật thánh đâu có phải là cứ phải cô mông cao cô đầy chất vất lên thì các ngài mới chứng đâu. Cơ bản là tâm thầy, nhưng mà thầy ấy cũng không uyển chuyển được mà cứ bảo là phá 100 năm thấy chịu mới cũng. Gia đình thì giả lên một câu nữa là cho chúng con cố lắm là 130 triệu. Thầy bảo không, nhất định trăm không đủ 150 triệu thì không cúng, không nói gì đến cái chuyện cúng gia đình đi về đi. Gia đình xin ra sân hội ý mãi thì cũng phải chấp nhận gì, cúng 150 triệu. Phật tử này thì hay lên chùa, cũng nhà mình cũng mấy lần dự pháp hội rồi thì thấy là cả pháp hội nhà mình 4-5-7 ngàn người là gì, không có cúng thịt cúng rượu bao giờ cả, không rượu bia thịt cá bao giờ, mà vàng mã cũng có. Thì cứ tưởng là cúng 150 triệu đàn lễ thầy làm cho cũng trang nghiêm lắm, thỉnh các sư về cũng rất là trang nghiêm các thứ, nhưng khi cả gia đình lên thì cúng với ngã ngửa ra này. Cái đàn ngũ phương thì có gì, có 5 con gà, giết 5 con gà, một cái thủ lợn, chim bồ câu rồi tôm biển rồi các thứ là gì, làm 5 cái mâm của cung ngũ phương là như thế. Nhìn đã, Phật tử bà nhìn nó choáng rồi. Vàng mã thì chất đầy chùa cũng nhiều lắm, đúng 100 triệu là cũng để cũng xứng đáng với cái tiền lễ thật, và sắm nhiều lễ lắm, nhưng mà toàn vàng mã với lại đồ mặt thôi. Cho nên Phật tử thì sợ, nhưng mà lúc đấy đã vào cúng rồi thì cứ nhất tâm niệm Phật, cũng không dám nói gì để đưa dòng họ ra đấy. Thì cúng xong một cái từ sáng đến trưa, trưa chiều, chiều đến tối, mất một ngày, từ sáng khoảng 8 giờ sáng cho đến 9 giờ đêm, 10 giờ đêm mới xong. Xong một cái thì thầy chủ trì bảo là được rồi nhé, thì bây giờ gia đình yên tâm, bây giờ là tuyệt đối khỏi rồi. Chưa đầy 2 tháng sau, một thằng cháu ở trong cái chi họ đó đi xe máy tự lao vào cột mốc và chết tươi ngoài đường. Đến cuối năm sau lại có một người bị bệnh ung thư trong cái chi họ đó mất nữa, thế là thành 9 mạng người trong vòng có 5-6 năm mà 9 mạng người vì không bốc được mộ, cho nên 9 mạng người đã đi. Thế khi đó thì người ta mách nữa thì bảo là cô ấy nói mãi thì dòng họ lên đây. Năm 2015 thì lên đây làm lễ theo 3 pháp hội thì đến giờ cũng yên. Mỗi ngày có 3 mâm cơm chay, 1 mâm cơm chay 200 nghìn thôi. Tức là mỗi ngày hết có gì? Có 600 nghìn. Với lại phóng sinh thì tùy tâm, chỉ cần là để người đến thôi. Và từ đó đến giờ là gia đình dòng họ, đến 2 năm nay, 3 năm nay, 2015 đến giờ, từ pháp hội tháng 4 năm 2015 đến là ổn, không sao nữa cả. Đó, cho nên ở đây thì chúng ta thấy là cái vấn đề cúng bái ở đây nói là cúng như vậy có siêu hay không. Thì tôi lấy một cái ví dụ, Phật nói cái ông Bà La Môn cầu nguyện cho hòn đá như thế, chắc chắn là không cầu mà đứng trên bờ cầu nguyện hòn đá lên, chắc chắn không thể lên được. Thì nhờ vào cái gì, một cái ông thầy cúng giả sư, tức là mặc cà sa của tăng mà tức là giả sư, tóc thì vẫn còn, thờ thì gì, tà đạo nhộn nhạo, Phật trở ra Phật, thánh trở ra thánh, nên nó theo hẳn thánh, nó chỉ cúng theo con đường thánh không thì không sao, này nó lại mặc cà sa giả sư, nó lên nó múa may quay cuồng hoa đàn như vậy và hỏi cái đàn lễ như vậy có siêu hay không. Đấy, thì tôi lấy lại hỏi lại Phật tử chúng ta một câu hỏi là gì, ông Bà La Môn như Phật nói là ngồi trên bờ để cầu nguyện, để đọc thần chú vân vân, nó hòn đá ở dưới sông có nổi lên hay không? Đấy là cái câu trả lời của tôi với Phật tử này. Nên động não suy nghĩ một chút thì sẽ có câu trả lời thôi.